Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nói chuyện với học sinh trường Dục Lương và trường Bồi Đức. Vạn Phật Thành ngày 23 tháng 9 năm 1983. Ngày hôm nay, các bạn học sinh nhỏ tuổi lên diễn đàn nói điều tâm đắc. Tuy các em nói ngắn nhưng rất có ý nghĩa. Có những em tuổi đời tuy nhỏ nhưng đã biết rằng nói láo là một hành vi gian dối. Hễ mình lừa người khác thì tương lai sẽ bị người khác lừa lại. Đó là nhân quả tuần hoàn, là đạo lý của quả báo. Có em còn đọc thuộc lòng được bài Đại Đồng của Đức Khổng Tử, làm cho tôi rất hứng thú. Hy vọng các em người Hoa, người Mỹ, người Việt, người Miên, người Lào, tất cả đều có thể đọc thuộc lòng bài Đại Đồng. Và không những dùng anh văn đọc được mà có thể dùng tiếng mẹ đẻ mà đọc được nữa. Hôm nay tôi cho các vị biết tin này. Người tị nạn tới đây, nếu là các em học sinh, hễ ai muốn ở lại Vạn Phật Thành để học thì tôi hết sức hoan nghênh. Các em sẽ được học bổng miễn. Song các em phải sinh hoạt một cách độc lập. Cha mẹ các em có thể ở ngoài làm việc, còn các em thì ở trong Vạn Phật Thành để học hành. Đây là cơ hội khó kiếm được vậy. Thời gian còn đi học là vàng ngọc, bởi vì trí nhớ của mình còn tốt, bởi vậy đọc sách gì cũng nên học thuộc lòng thì mới không quên mất được. Khi còn đi học thì mình phải hết sức, nỗ lực, không nên ham chơi, không nên lãng phí để cho thời gian trôi qua. Người xưa nói rằng, nhất thốn quang âm, nhất thốn kim nan mãi, thốn quang âm. Nghĩa là, một tấc thời gian là một tấc vàng khó mua được, tấc thời gian. Các em cần phải ghi nhớ điều đó. Nếu các em không dụng công học hành thì tương lai tiền đồ chẳng có hy vọng lắm đâu. Các em học tri thức, học kỷ luật, học làm người, học làm sao trở thành người tốt. Thế nào là học làm người tốt? Tức là học đừng có nổi giận, đừng có tranh cãi với bạn bè, đừng tham cầu, thì đó là người học sinh tốt. Các em hãy nhìn xem, người đời ai cũng có lòng tham, ai cũng có điều sở cầu, và ai cũng có đủ thứ phiền não. Những thứ đó đều do tâm tham lam mà có. Tuy nhiên, cầu xin cũng phải cho hợp lý, không thể vọng cầu viển vông được. Không thể tham tiền, tài, bất nghĩa, không thể cầu cái phước mà mình chẳng có phần. Cũng đừng nên có tâm ích kỷ, tâm tự lợi. Phải lấy 6 tông chỉ của Vạn Phật Thành làm mục tiêu thì tương lai ra ngoài phục vụ xã hội, chẳng những không nhiễu loạn xã hội mà còn làm cho xã hội an bình nữa. Tôi hy vọng các em sẽ làm người chính nhân quân tử, quang minh lỗi lạc, tương lai sẽ trở nên bậc xuất chúng, anh tài. Các em đừng nên học thói lỗ mãng, tác phong vô lại, ham ăn mà lười học, lúc nào cũng làm chuyện lôi thôi, phá rối xã hội. Tôi cũng hy vọng các em đừng học thói hippie, đừng nên hút thuốc, uống rượu, xì ke, ma túy. Các em cần phải làm cho mình có kiến thức, học vấn sung mãn, thành kẻ có phẩm hạnh, ưu tú. Ở tại Vạn Phật Thành, các em được dạy tiếng Anh, tiếng Hoa, vân vân, học được các ngôn ngữ khác, đó là cơ hội rất hiếm có vậy. Các em đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy nỗ lực học tập. Từ đây về sau, sẽ định rằng mỗi chiều thứ 6, các em sẽ tới diễn đàn này để luyện tập diễn giảng. Các em đừng nên sợ hãi, hãy nói cho lớn tiếng, và phải lý trực, khí tráng, nghĩa là luận lý cho vững, tác phong cho hiên ngang, bởi vì thục năng sinh xảo. Nghĩa là luyện tập thành thục thì trở nên tinh xảo. Luyện tập một thời gian lâu thì tự nhiên có thể nói thao thao bất tuyệt. Sau này các em sẽ thuyết giảng được những đạo lý cao thâm, trở thành những diễn thuyết gia mà mọi người nhất định sẽ phải hoan nghênh. Hiện tại là cơ hội để các em tập luyện. Hàng ngày nếu các em có thể tuyên dương chân lý, nói như nước chảy, vấn đề nào cũng có thể giảng được, thì các em rất chóng trở thành những nhân tài để hoằng pháp. Đây là thời gian tốt đẹp nhất, rất khó gặp vậy. Các em đừng cô phụ lòng tôi. Cổ nhân nói rằng, thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác châu. Nghĩa là, núi sách có nẻo, đường vào là siêng năng, biển học không bến, dùng gian khổ làm thuyền. Nếu các em có thể dùng tinh thần này mà dụng công học tập, thì tương lai nhất định sẽ có cống hiến lớn cho quốc gia.
问三摩地娑诃。